Mà chúng ta học xong cái một cái bài mới nhé, là cái công cụ gọi là công cụ, tôi dùng cái từ nó là thông điệp. Thì có người có dịch là có thể dịch là phát tín hiệu rồi là tin nhắn. Tôi vào cái chữ event này này là nó là cái lệnh này nhé, nó là cái lệnh này, lệnh tiếng Anh nó là broadcast đấy. Nó có hai cái lệnh này, thế nó có ba lệnh tất cả. Tôi kiểm tra xem tiếng Việt đây là cái gì nhé. Đây, tiếng Việt đây. Đấy, thì nó gọi là nhận phát tin. Đấy, tiếng Việt này nó gọi là dùng từ phát tin cũng được. Bản thân tôi dùng một từ là thông điệp, phát tin. Đấy, thì như vậy nó có ba lệnh nhé. Phát tín hiệu, phát tin. Đây là cái tên của cái thông tin đó. Thì khi nhận thông tin thì như thế nào? Còn đây là phát tin và chờ và đợi cho đến khi mà tin nhắn đó được gửi đến người nhận và phản hồi lại thì nó sẽ hiện tiếp. Như vậy là ba, đây là ba cái lệnh liên quan đến cái chức năng gọi là thông điệp hay là phát tin. Thì cái này là cái theo tôi nó là rất quan trọng và loại quan trọng nhất luôn của Scratch. Bây giờ tôi mô tả nhanh cho các bạn thấy nhé. Chúng ta biết rằng là cái Scratch bản thân chất khi chúng ta thiết kế phần mềm trên Scratch, chúng ta chỉ làm cái chúng ta là đạo diễn, chúng ta làm là một cái đạo diễn nhé. Và dựa trên cái bản chúng ta sẽ lập trình để điều khiển các cái nhân vật ở trong đó. Đây là nhân vật này. Nhân vật này. Đấy. Nhân vật đây nhá. Tôi viết là NV này, NV này, NV. Đấy. Và đây là cái nền sân khấu. Như vậy là đạo diễn chúng ta sẽ phải tạo ra một kịch bản và chúng ta chỉ huy lập trình cho nhân vật này lên sân khấu và làm việc, nói chuyện. Tức chúng ta lúc mà chúng ta là người điều khiển một sân khấu mà ở trên đó là các nhân vật vào ra làm việc, nói chuyện vân vân. Đó. Được không nào? Thế thì các bạn thấy cái người đạo diễn nó rất là khó, là gì? Khó là làm sao cho các nhân vật nó hoạt động một cách là nhịp nhàng. Ví dụ như là nhân vật A đây, nhân vật B đây. Mình làm thế nào để mà khi A nói một câu, A giơ tay lên thì B lại cúi xuống. Đấy. Khi A hét lên một tiếng thì B lại im lặng. A im lặng thì B lại nói. A đi ra thì B lại đi vào. Thì làm sao mà điều khiển tất cả những cái đó được? Mà ở trong Scratch thì nó không có cái lệnh trực tiếp để điều khiển quan hệ giữa những hai nhân vật với nhau. Vì giữa A này không thể nào có lệnh nào mà A mà điều khiển sang B và B điều khiển sang A, thì không có lệnh đó. Từ mỗi nhân vật nó chỉ có một màn hình, một cửa sổ của lập trình thôi. Thì A không thể từ A mà lập trình hộ B được và B lập trình hộ A được. Cho nên là giữa hai nhân vật đó là làm thế nào cho chúng hoạt động nhịp nhàng với nhau là rất là khó. Thì một trong những cái vấn đề khó nhất khi mà chúng ta thiết kế một cái chương trình trên Scratch ấy, làm sao mà tạo được quan hệ giữa hai nhân vật và giữa nhân vật và giữa nhân vật và sân khấu làm thế nào để làm được. Thì hôm trước tôi nói rồi, từ bài trước tôi đã dùng cái công cụ để chúng ta tạo quan hệ giữa các nhân vật với nhau, giữa các nhân vật nhé, và giữa nhân vật và sân khấu, giữa nhân vật và sân khấu. Thì chúng ta đã biết một công cụ chúng ta biết rồi, đó là chúng ta sân khấu, chúng ta dùng gọi là biến nhớ, chúng ta dùng biến, khách gọi là biến. Đấy. Tiếng Anh nó là variable. Đấy, khái niệm biến nhé. Thì biến là cái công cụ rất là hay để chúng ta xử lý. Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta tạo ra một cái biến nó có tên là start chẳng hạn. Start thì đầu tiên đặt tôi bằng 0, thì khi mà start bằng 1, bằng 0 thì là nhân vật A, B thì đứng nguyên. Còn khi start bằng 1 ấy thì A, B bắt đầu chuyển động. Đó, thì như vậy là cái nhân vật A, B nó liên hệ với nhau thông qua cái biến start này. Đó. Nhưng mà dùng biến rất là hay rồi, nhưng mà thực tế thì không thể nào dùng quá nhiều biến để mô tả quan hệ được. Đấy, nhấn lại. Vì có rất nhiều nhân vật,
quan hệ với nhau, rất là chẳng chịt với nhau, không thể dùng quá nhiều biến được. Các bạn chú ý nhé, ở trong một chương trình ấy, thì cái số lượng biến ấy là không nên là dùng quá nhiều. Dùng quá nhiều biến nó sẽ làm chương trình nó rất là loạn và chúng ta rất là khó kiểm soát. Số lượng biến, những số lượng biến ấy phải là làm sao mà càng ít càng tốt. Các bạn chú ý cho đấy nhé. Nhìn vào một chương trình của một bạn là trẻ lập trình ấy mà dùng rất nhiều biến, dùng quá nhiều biến và tên biến nó lại không phân biệt được với nhau, nó dễ nhầm lẫn ấy, thì chứng tỏ người đó lập trình là chưa thạo. Nhìn vào biết là nhìn vào một chương trình của bạn là biết ngay là bạn này lập trình là thạo hay là chưa thạo, lập trình hay là chưa hay. Đấy, thì như vậy là dùng biến cũng là một cái nghệ thuật rất là khó. Nhưng mà dùng biến có thể quan hệ giữa các nhân vật với nhau được thì tốt, nhưng mà không nên quá lạm dụng biến để tạo quan hệ các nhân vật với nhau. Một cái ý nữa là dùng biến ý thì quan hệ này nó không thật là tức thời. Đấy, cái này thêm một chút nhé. Ví dụ tôi muốn là, tôi lấy ví dụ như tôi muốn là khi mà A mà giơ tay lên thì lập tức là người B là phải hạ tay xuống. Đó. Thì làm thế nào cho nó thể xảy ra là tức thời luôn thì mới là khó. Còn dùng biến cũng được thôi, nhưng có thể là A giơ lên nhưng mà sau một vài tích tắc sau thì B mới hạ xuống, không tức thời. Thì làm cách nào, có cách nào mà tạo ra quan hệ khác nữa để mà cái việc này nó là tức thời được không? Thì là có. Câu trả lời chính là thông điệp. Đó, chính là hay là phát tin tin nhắn đấy. Như vậy cái thông điệp mà chúng ta học hôm nay, lệnh thông điệp nhá, tạo thông điệp nhá, hay là tôi dùng cái từ là có thể dùng cái từ là phát tin nhé, từ Anh nó là broadcast nhé. Đấy. Thì đây nó là một cái chức năng cho phép là một nhân vật A gửi một thông điệp sang cho nhân vật B, thậm chí là gửi nhiều cho nhân vật khác đồng thời luôn được. Đấy, gửi qua thông điệp, mà cái thông điệp này nó gửi đi thì nó có, hay của nó là gì, là nó có cái tác dụng là tức thời luôn, tức thời hoàn toàn. Cho nên là cái thông điệp này là một cái là một cái công cụ giúp chúng ta là tạo quan hệ giữa các nhân vật với nhau. Cho nên là một chương trình mà phức tạp có nhiều nhân vật với nhau ấy, thì bắt buộc phải dùng thông điệp để xử lý quan hệ này. Đây, thì nhấn lại nhé. Như vậy là chúng ta đã học các bài trước là có thể dùng biến nhớ cũng rất là hay rồi, nhưng mà dùng thông điệp mới là cái tính năng quan trọng nhất. Chúng ta nói quan trọng là vì vậy. Yeah. Thì tất cả những chương trình, những phần mềm mô phỏng những cái chương trình mà có nhiều lớp, nhiều lang, nhiều lớp, nhiều các cái phần các nhân vật khác nhau, mô tả nhiều hiện tượng, hay là chúng ta làm chương trình là sẽ lúc thì học tập, lúc thì vui chơi, lúc thì nhiều thứ, thì khi đó thì cái thông điệp nó đóng một trò rất quan trọng. Thì nó như thế nào, thì nó như này thôi, rất đơn giản nhé. Thông điệp ấy nó cho phép một cái người, một nhân vật là có thể là phát hay là phát thông điệp, phát thông điệp hay là gửi, hay là gửi, hay là gửi phát tin, phát thông điệp. Thì mỗi thông điệp như vậy nó có một cái tên thôi, nó có một cái tên nào đó gửi, nó gửi ra một cái thông tin ra bên ngoài. Thì như vậy là khi mà một người phát thông điệp ấy, thì tất cả những người khác là nhận được thông điệp. Tất cả những người khác nhé. Tất cả những người khác. Khi một người mà phát thông điệp thì tất cả cùng nghe ngay này hết. Rất là hay chỗ đó nhé. Một người chỉ cần phát một thông điệp thôi thì tất cả sân khấu, cả những còn lại sẽ được nghe thấy hết. Và nó nghe thấy như một gì? Nó nhận được như là một cái sự kiện. Đó, như là một nhận được cái sự kiện, nhận được cái thông điệp, nhận được thông điệp như một sự kiện đấy, và nó xử lý rất là dễ dàng và cái việc này là nó xử lý là tức thời luôn đó. Cho nên là cái hay của cái thông điệp nó là như vậy. Thì trước khi chúng ta mà thực hành, chúng ta làm thử các bài tập thực hành liên quan thông điệp, tôi nó luôn nhé. Thông điệp rất là hay rồi, nhưng mà cũng như vậy thôi, cũng giống như là đối với biến ấy, là chúng ta không nên là dùng thông điệp một cách là lãng phí quá nhiều, cũng không nên. Đấy. Chứ cái người là đạo diễn, là người thiết kế, là phần mềm của Scott là rất rất quan trọng. Nhìn vào một chương trình, một mà người đó mà chúng ta thấy là họ sử dụng thông điệp quá nhiều thì làm cho chương trình trở nên rất là hỗn loạn, rất là khó kiểm soát. Cho nên cái số lượng thông điệp cũng phải hạn chế thôi, cũng phải hạn chế và cũng phải rõ ràng. Khi cần thiết thì mới dùng thông điệp,
Đó. Và hay nữa là khi nào dùng thông điệp, khi nào dùng biến nhớ là phải có mối quan hệ với nhau, cũng phải có cái chuyện là linh hoạt, chứ không phải là 100% là dùng thông điệp, không phải là 100% là dùng biến, là phải biết là khi nào thì thông điệp, khi nào thì dùng biến. Đó là cái chúng ta lập trình nhiều, chúng ta do có kinh nghiệm thôi. Và cái nhìn vào cái chương trình ấy, tôi biết ngay là bạn này là bạn có lập trình là có kinh nghiệm, lập trình là hay, bạn kia lập trình là dở, rất là khó kiểm soát. Nhân chúng ta hình dung được chưa? Như vậy thì bản chất của thông điệp rất đơn giản thôi, là khi chúng ta cần tạo ra một sự kiện nào đó thì chúng ta sử dụng thông điệp đóng vai trò là một cầu nối, kết nối giữa các nhân vật với nhau. Tôi xin lấy vài ví dụ nhé, một số ví dụ chúng ta thấy là một số ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ nhé, giả sử khi chúng ta muốn đây, tôi cho một người A đây, người B đây nhé, và C đây, đây là A B. Giả sử tôi lập trình là gì, cho người A đang ở trên sân khấu là đang nói, khi A nói xong thì A đi vào, thì tôi muốn là A đi vào thì B C cùng đi ra, thì làm sao? Thì như vậy khi A mà nói xong A đi vào thì tôi sẽ cho A phát ra một tín hiệu, một cái thông điệp là nói xong, đã nói xong đấy. Thì người B này C thì khi nhận thông điệp của nói xong thì người B và C sẽ đi ra sân khấu. Như vậy là người B và C là nhận thông điệp nói xong sẽ đi ra sân khấu. Thì như vậy hai bên rất là nhịp nhàng, khi A đi vào thì B đi ra, BC đi ra, bạn thấy rõ không nào? Đấy, như vậy là để thấy đây là ví dụ đơn giản thôi, để thấy là cái quan hệ là cái này là rất quan trọng. Rồi bây giờ tôi làm ví dụ cho bạn xem nhé, mà như vậy chúng ta hình dung nhé. Đây, tôi làm vài ví dụ thôi nhé, để cho thấy hình dung nhé. Bây giờ sửa con mèo đây nhé, con mèo đây. Bây giờ tôi muốn như này. Tôi muốn là con mèo này sẽ di chuyển trên màn hình di chuyển cách là sau di chuyển ngẫu nhiên gặp cạnh thì quay lại, và sau một phút đi thì con mèo sẽ dừng lại và nói rằng là xin mời bạn chuột ra, thì khi đó chuột sẽ đi ra, chuột lúc biển chuyện và đi ra, còn trước đó là mình mèo thôi. Đấy, làm thế nào bây giờ? Thật như sau này, đầu tiên chúng ta cho mèo hiển thị và chuột ẩn đi nhé. Cho mèo di chuyển trên màn hình, sau đúng một phút, ví dụ như vậy, mèo dừng lại và nói rằng là xin mời bạn chuột ra, thì khi đó chúng ta phát ra một cái thông điệp, mèo phát ra một thông điệp là xin mời chuột ra, thì chuột nghe thấy, chuột sẽ lập tức là hiện lên và đi ra. Thế như vậy cho thấy là cái hợp giữa hai không? Đấy. Bình thường rất khó làm chuyện đó, nhưng chúng ta rất khó làm chuyện đó. Nhưng bây giờ chúng ta làm chính xác như vậy nhé, chúng ta làm thử một cái bài tập đơn giản như vậy nhé. Đây, chúng ta tạo ra hai nhân vật là mèo và chuột. Đấy, mèo và chuột nhé. Ví dụ đây, tôi tìm con chuột nhé. Con chuột tôi bắt đầu bằng chữ M đúng không? M ở đâu? Đâu nhỉ? Đây, mèo con chuột đấy nhé. Đó. Được rồi, thế bây giờ chúng ta làm trình sau này. Khi bắt đầu lập trình ý, thì ta cho chuột là ẩn đi, còn mèo sẽ ở đây, và mèo lập tức là di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, và chúng ta sẽ cho mèo di chuyển trong phòng phòng 30 giây đi. 30 giây sau thì mèo sẽ quay lại đúng vị trí này nhé, và mèo đứng lại và mèo nói rằng là xin mời bạn chuột ra, khi đó ta thấy chuột sẽ xuất hiện và đi ra và tiến về phía mèo một khoảng cách nào đó nhé. Ví dụ đơn giản như vậy thôi nhé. Đây, thì tôi lập trình cho mèo trước nhé. Đây, tôi để vào đây cho bạn thấy ví dụ đơn giản thôi để ví dụ cho cái khái niệm là thông điệp. Đây, mèo đây nhé. Đây, đầu tiên là khi bắt đầu chúng ta bấm vào cái nút lá cờ thì mèo ở vị trí này. Đây, để ra cho mèo đây, mèo sẽ hiện ra ở vị trí này. Đây chính vị trí hiện thời đây. Thì vị trí của mèo đứng đây đấy. Âm 141 và y là -6 nhé. Và mèo, tôi cho mèo là quay về bên phải đấy. Được chưa? Đấy.
Sau đó thì chúng ta sẽ làm như sau này. Sau đó chúng ta sẽ cho mèo di chuyển lặp, mà cho mèo sẽ di chuyển như sau này. Mèo sẽ đây, mèo sẽ lặp độ khoảng là 30 lần đi, nhân cho 30 lần đi. Mèo sẽ di chuyển ngẫu nhiên và chúng ta sẽ đếm thời gian đó. Đây. Mèo sẽ như sau. Mèo sẽ lập, mèo sẽ như sau, tôi cho mèo xoay về một hướng ngẫu nhiên. Đấy, ví dụ như này nhé. Xoay về 30 lần này. Ôi. Đây không phải cái này. Mèo sẽ ra đây, nhầm mèo sẽ đây. Đâu nhỉ? Đặt hướng cho một cái hướng xoay về hướng ngẫu nhiên. Đấy. 360 nhé. Đấy. Và di chuyển đẩy mũ về phía trước nhé, 10 bước. Đấy. Nếu gặp cạnh thì có thể quay lại. Đấy. Đâu rồi, gặp cạnh thì quay lại chỗ nào, lệnh nào bật lại nếu chạm cạnh. Đấy, thì đây là cái lệnh là mèo là di chuyển trong 30 lần. Như vậy thì chúng ta có hình dung là nó là khoảng, cho là cái này đi di chuyển này trong khoảng một vài giây đi thì khoảng 30 giây nhé. Thôi để 60 thì nó thành như là cứ cho như thế là 30 giây. Được chưa? Không quan trọng. Thì khi mình di chuyển xong rồi thì mèo sẽ đứng lại và mèo sẽ gọi chuột ra. Đấy. Không biết khi nào. Khi đó thế đây rồi thì mèo sẽ làm sao? Mèo sẽ lại di chuyển tới vị trí này và xoay vế bên phải tới vào đây nhé. Đó. Đây là mèo di chuyển nhá. Đây này, chạy thử nhé. Nhầm. Tôi để này chứ, tôi để lên trên này, để lên vào giữa. Đấy. Thế này. Đấy, di chuyển nhá. Đấy. 30 giây hay là bao nhiêu giây đó nhá. Khi mà kết thúc nhá, khi mà kết thúc thì mèo lại về vị trí cũ và quay về hướng 30 độ và mèo gọi chuột ra. Đây. Mèo sẽ làm như sau. Mèo sẽ dùng cái lệnh này mời chuột ra. Là xin mời bạn chuột ra. Xin mời bạn chuột đi ra. Đấy. Nói vậy thôi thì là sao mà chuột biết được? Mèo không thể can thiệp vào chuột được. Như vậy muốn mèo mà gọi được chuột ra thì mèo sẽ gửi thông điệp cho chuột. Chúng ta vào lệnh sự kiện và dùng lệnh là gửi phát tin. Đây, phát tin. Và chúng ta bấm đây và chọn cái tên của thông báo mới nhé. Thông báo mới là chuột ra đi. Đây là cái tên chúng ta đặt tùy nhé. Chuột ra đi. Đấy. Như vậy là mèo gửi một thông tin là chuột ra đi, gửi một cái thông điệp cho chuột. Đấy. Đây chế độ chương trình cho mèo nhé. Mình cho chuyện cho chuột này. Đây. Thì ban đầu chuột ở vị trí này nhé. Đây ban đầu chuột ở vị trí này. Ban đầu đây. Chuột ở vị trí đó, vị trí này và chuột quay về hướng bên phải là 90 độ. Được chưa? Đó. Và chuột ẩn đi. Chúng ta chuột ẩn đi như hiển thị này và cái lệnh là chuột ẩn đi nhé, ẩn này. Rồi. Rồi bây giờ khi mà chuột nhận được thông điệp chuột ra đi thì chuột sẽ hiển thị lại và xuất từ ở đây và chuột sẽ đi dần về phía con mèo. Đây. Chúng ta sẽ làm như sau. Đây. Chuột sẽ nhận được kia vào sự kiện và chuột sẽ nhận được cái thông điệp của mèo và xử lý như là một sự kiện này khi nhận chuột ra đi. Đây này, thấy không nào? Đây này. Như vậy là đây là một thông điệp nhé. Vậy đây là một sự kiện mới tinh, đây là một sự kiện nhé, đây là một sự kiện. Như vậy là cái lệnh thông điệp đó nó tạo ra một sự kiện. Các bạn thấy hay không nào? Như vậy là chính là tạo sự kiện, nó giúp cho chúng ta là điều khiển giữa các nhân vật với nhau. Đấy. Như vậy là khi chuột nhận được sự kiện là chuột ra đi thì chuột sẽ bắt đầu hiển thị như sau này. Chuột sẽ lập tức như sau, chuột sẽ hiện ra. Đây, chuột sẽ hiện, dùng từ hiện ra. Và chuột sẽ xoay về con hướng về hướng mèo và di chuyển về con mèo một cái đoạn, một cái phần nào đó nhé. Đây đây. Mèo sẽ đây. Chúng ta sẽ dùng lệnh này, chuột sẽ đây. Chỗ nào nhỉ? Chuột sẽ hướng về hướng đối tượng. Đấy, hướng về hướng đối tượng là con mèo. Đây là chị con mèo này. Nhá. Chúng ta sửa tên này là con mèo nhé. Không, đây là chuột chứ. Đây này, đây là mèo này. Tên là mèo nhé. Còn đây là con chuột này. Đấy. Chuột, được chưa?
và chuột đây, chúng ta chuột hướng hướng về hướng mèo và chuột đi về phía con mèo khoảng là 50 mét. Đây, chúng ta cho một cái lệnh này hay hơn nhé, là chuột sẽ đi dần về phía con mèo. Đây, chuột sẽ lặp lại ví dụ như là 100 bước. Đấy, 100 bước và mỗi bước như vậy là di chuyển về phía trước là 1 bước thôi, 1 bước. Đấy, con chuột nhé. Đấy, chuột là chuột nó có chân, chúng ta cho chuột nó đi và nó sẽ trang phục tiếp theo. Đấy, chuột sẽ hướng về phía con mèo và đi về phía con mèo là 100 bước, và sau đó chuột sẽ nói là tôi đây, xin chào mèo, tôi đây, xin chào mèo. Đây này, hai thấy không nào, chuột nói là xin chào, xin chào thôi trong 2 giây. Đấy, được chưa? Tôi là từ đầu như đây, bắt đầu từ đầu này. Đấy, bây giờ chuột ẩn đi rồi nhé. Đây, xuôi bạn chuột ra đi. Đấy, chuột sẽ đi ra này. Đó, bảo xin chào, được chưa? Bây giờ làm cách nào để khi mà chuột mà nó xin chào thì mèo cũng dừng lại luôn thì làm thế nào bây giờ? Đấy, bị tập thêm ít nữa nhé. Chuột nói xin chào sau 2 giây nhé. Và chúng ta muốn là khi chuột nói xin chào thì mèo cũng nói luôn là xin chào. Xin chào chuột. Để mèo ấy này. Làm thế nào bây giờ? Đây. Ở đây trước khi mà chuột nói là xin chào trong 2 giây khi mà đến đây rồi nhé, chuột sẽ gửi thông điệp cho mèo. Đây, chuột sẽ gửi thông điệp cho mèo. Vào lệnh là gửi thông điệp đây. Vào lệnh là sự kiện nhé. Và gửi một cái phát tin đây. Đâu rồi? Đây, phát tin. Phát tin là chào mèo. Đây, ta gửi thông báo mới nhé. Đây là chào mèo. Chào mèo. Đấy, chuột sẽ gửi ở trên này này. Đó, chuột gửi, trước khi gửi thì nó xin chào mèo nhé, trong 2 giây. Khi mèo nhận được chào mèo thì mèo sẽ nói là chào chuột trong 2 giây. Đây, ở đây nhé, ta điều khiển mèo này. Khi mà nhận được thông tin là chào mèo, đây, thông điệp là chào mèo, thì mèo sẽ nói là chào chuột trong 2 giây. Ta vào cái chỗ này và nó chào chuột, xin chào bạn chuột, chào bạn chuột trong 2 giây. Cần thiết chúng ta cho một cái tiếng mèo mèo để cho hay nữa nhá. Mèo đây, mà âm thanh đây, cho một tiếng mèo mèo ở đây này, mèo mèo ở đây này. Đó, chuột có âm thanh không có nhỉ? Chuột đâu rồi? Chuột có tiếng pop rồi à? Thôi chúng ta chịu vậy nhé. Từ đầu nhé, bắt đầu chúng ta chạy thử bài dành từ đầu này. Đấy, xin chuột mèo đấy nhé. Đấy, như vậy là xin chào chuột. Sau đó 2 giây tất cả cùng dừng lại. Có thiếu nào? Nhưng bài này chúng ta thấy bài này nhé, là chúng ta thấy có hai thông điệp. Đầu tiên là mèo di chuyển ngẫu nhiên, sau đó là dừng lại và nói là xin mời bạn chuột đi ra, và bắt phát thông điệp là chuột ra đi. Như vậy là thông điệp này là gửi cho chuột, được chưa? Chuột đầu tiên là chuột, ta chỉ cập ra chuột nhé. Chuột đầu tiên là ẩn đi này, ẩn đi. Khi nhận thông điệp là chuột ra đi thì chuột sẽ hiện lại và quay về con mèo và đi di chuyển 100 bước về con mèo. Và di chuyển đến nơi thì chuột nói là xin chào và đồng thời là gửi thông điệp là chào mèo. Khi đó mèo sẽ nhận thông điệp chào mèo, mèo sẽ phát âm thanh là mèo và nói là xin chào bạn chuột. Xong một cái đoạn chương trình đơn giản. Bạn thấy không nào? Và đây là một chương trình đơn giản thôi để mô phỏng cái quan hệ giữa mèo và chuột rất là hay. Đây là chỉ đơn giản thôi, lát nữa tôi sẽ làm cho chúng ta sẽ làm những bài tập khó hơn một chút nhé. Đây, vì bài này chúng ta ghi ra cái bài đầu tiên của hôm nay nhé, là mèo và chuột. Bài này tôi ghi vào cái file của chúng ta, lớp chúng ta là cái lớp này. Để tôi kiểm tra nằm một chút nào. Đây, lớp chúng ta là lớp này này. Đấy, hôm nay là bài 10 nhé. Đây, đây là bài đầu tiên là mèo và chuột này. Được chưa? Vậy đây là cái bài đầu tiên đơn giản thôi. Mình chúng ta sẽ làm một cái bài khác hơn một chút nhá. Nhé. Mình chúng ta mô phỏng cái bài số 2 khó hơn một chút nhá. Là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng. Mô phỏng một cái trò chơi đơn giản. Được chưa? Là như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng một trò chơi là chạy thi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lưu một chương trình nhé.
cho chương trình thi. Ở phía trên này là chúng ta sẽ bố trí, ở đây là một trọng tài, ở đây thì sẽ có hai bạn cùng chạy sang bên phải, A chạy đến trước thì người ấy thắng. Cái người này sẽ hô là bắt đầu. Khi hô bắt đầu thì cả hai cùng chạy, và ai mà đến đích đầu tiên thì người đó sẽ là thắng. Và cái người, và thầy giáo, cái ông học trọng tài này sẽ kêu là ví dụ là bạn Bình thắng hay là bạn An thắng, được chưa? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau mô tả một trò chơi. Trò chơi này là quan hệ giữa trọng tài và các người chơi rất đơn giản thôi, nhưng mà này không dùng thông điệp thì rất là khó mà mô tả. Rồi chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra là hai người mà đây, cái người này là người chạy này. Đấy, đây là một người nhá. Người này chúng tôi đầu tiên tôi để cho nó cái đều để hai người này tôi để đều để cái hiển thị cho nó bé lại để chúng ta dễ nhìn nhé. Đặt kích thước của nó là để 50 thôi. Đấy, các bạn học thử cái bài này cùng với tôi nhé. Bài này là một trò chơi đơn giản thôi, nhưng mà cũng là cái trò chơi đầu tiên mà là phải dùng thông điệp thì mới xử lý được chính xác cái bài tập này nhé. 50% đấy. Bên này sẽ đứng ở đây nhé, đứng ở đây đấy. Đấy. Thì ban đầu sẽ đứng ở đây nhé, tôi để cho người đó đứng ở đây. Anh ta sẽ đến vị trí là phía này nhé. -212, tôi để cho là -220 đi nhé. Còn y thì ở đây, y thì ở đây rồi, còn x thì -220 cho nó đúng vị trí đó, được chưa? Và hướng về bên phải đây. Đây là người thứ nhất nhé. Người này chúng ta đặt tên là An nhé. Rồi bây giờ tôi làm người thứ hai, tìm người thứ hai, tôi vào con người thứ hai là người cũng không phải. Đây là người này. Cái nhân vật này họ nhầm đấy. Đây, người thứ hai đây nhá. Người thứ hai tôi phải xóa đi hai cái đầu tiên này. Xóa. Đây bị đúng cái này. Chạy như này này. Đấy. Đúng người này nhá. Người thứ hai đặt tên là Bình nhé. Bình. Đấy. Và tôi cũng đặt giống như là cái người thứ nhất nhá. An này, đây là An nhé, tôi copy sang cho Bình này, sửa một tí tẹo thôi là xong. Bình đây nhé, bia Bình tôi để xuống dưới này. Đấy, ở đây nhé, ở đây là Bình sẽ là gì, là y là ở đây dưới này là -127 nhé, đây này, chỗ này là -127 đấy. Và cũng là 50%. Được chưa? Đó, thì đây là vị trí ban đầu của hai người này nhé. Rồi thì như sau này, tôi tìm một người thứ ba là chị là ông trọng tài. Tôi tìm một người thứ ba nhé. Ai cũng được, không quan trọng. Trông có vẻ hầm hố một tí nhé. Đây trọng tài đi. Trọng tài này tôi để cho cũng nhỏ, tôi để ở đây nhé. Trọng tài đây. Trọng tài là cái người này nhé. Đây. Tôi để cho ông này là cái khoảng 60% nhé. Đấy. Đấy. Vị trí này nhé. Đấy, vị trí này. Được chưa? Đấy. Nhưng mà đây chặt trọng tài nhé. Rồi. Thì biến như sau này. Hai người này khi trọng tài này thông báo là bắt đầu chạy. Thì ông đúng là trọng tài mô tả tiếng súng, chúng ta bóp khẩu súng. Bom một cái là có tiếng pop, thì hai người này bắt đầu chạy từ bên trái sang phải với vận tốc là ngẫu nhiên và khác nhau nhé. Ai đến đích trước thì người ấy thắng. Ai mà gặp đích trước là khi mà tốc độ y của nó, x của nó mà vượt lên 220 230 thì dừng lại, thì coi như là thắng nhé. Đó, ví dụ như vậy thì sẽ dừng lại, và khi dừng lại thì cái người này sẽ trọng tài sẽ thông báo là An thắng hay là Bình thắng. Được rồi, chúng ta cùng nhau thiết kế ra các cái biến nhớ nhé. Điều quan trọng là chúng ta chú ý nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ mô phỏng cho hai người bạn An Bình là chạy là như thế nào. Chúng ta mô phỏng là chúng ta phải có cái đồng hồ tính thời gian của hai người chạy riêng biệt ra.
thời gian chạy riêng biệt ra. Và cái này hơi khó một tí đấy, tham chạy của hai người là riêng biệt nhau nhá. Đây, và cái vận tốc chạy cũng là riêng biệt nhau. Thì tôi kiệu An là kiệu là số 1, Bình là số 2 nhé. Đặc biệt tôi làm thử các bạn xem này. Bắt đầu là ở đây nhé. Bây giờ tạo ra cái biến. Cái biến này là để mô tả cho các em mô tả các cái thông tin liên quan đến đây. Tôi đây là V1. V chính là vận tốc nhá. V1 vận tốc của bạn An, V2 là vận tốc của Bình. V2 vận tốc của Bình. Được chưa? Rồi, tiếp theo tôi có cái biến thông tin là cái thời gian chạy nhé. Tôi đặt là T1 là cái thời gian chạy của bạn An, và T2 là thời gian chạy của Bình nhé. Thời gian chạy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ mình làm thế nào để cho mà chỗ này bớt khó đây. Làm thế nào để cho là khi hai người chạy khi kết thúc thì cái ông trọng tài này biết được. Đấy. Chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Bây giờ đầu tiên là cái ông trọng tài này phải hô là bắt đầu chạy, thì hai người bắt đầu chạy thì ở đó chúng ta dùng thông điệp hợp lý nhất. Trọng tài sẽ gửi một thông điệp là bắt đầu chẳng hạn, thì khi nhận bắt đầu thì hai người này bắt đầu chạy, như vậy là đó là thông điệp là đúng. Còn hai người này kết thúc thì làm thế nào để trọng tài biết được là kết thúc? Đấy, thì chúng ta không nên dùng cái thông điệp, điều chúng ta dùng biến nhớ để mô tả chuyện đó. Thì làm như sau, đây chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta như vậy là T1 T2 là cái thời gian chạy của hai bạn An và Bình. Sau này cái trọng tài sẽ dựa hai thông tin T1 T2 này để trọng tài sẽ biết được, đúng không? Sẽ biết được là ai là chạy là luôn, ai mà có T thì ăn T mà ngắn hơn thì người đó là thắng. Được chưa? Đấy. Còn V là chúng ta là cái vận tốc của hai người, chúng ta cho hai người này đi vận tốc là ngẫu nhiên là khác nhau để cho thấy nó hay thôi nhé. Rồi, chúng ta thêm một cái biến nữa để mô tả cái trạng thái chạy của hai người. Là chú ý những rất quan trọng nhé. Trạng thái chạy là khi mà trạng thái chạy là gì, là như sau. Tôi sẽ đặt tên là status nhé. Status 1. Trạng thái của bạn An. Tiếp theo là status này, còn như vậy cái này. 2 là trạng thái của bạn Bình. Thì tôi có như sau này, bằng 0 là chưa chạy, bằng 1 là bắt đầu chạy, là chú ý nhé, và bằng 2 là dừng lại, là đến đích rồi. Như vậy dựa vào trạng thái này thì trọng tài sẽ biết được là cái thời điểm mà bạn này đã chạy xong, và trọng tài sẽ thông báo kết quả. Được chưa? Rồi, chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ phân tích cái chuyện là gì, là lập trình cho trọng tài nhé. Trọng tài khi bắt đầu chơi nhé, đây trọng tài sẽ thông báo là chuẩn bị chạy, và sẽ đợi khi chạy, trọng tài sẽ gửi là gì, gửi thông điệp là bắt đầu. Đây trọng tài nhé. Trọng tài đầu tiên, trọng tài sẽ thông báo dùng lệnh này để nói là, đây trọng tài nói là chuẩn bị chạy, các bạn chuẩn bị chạy thi nha. Đây là bài tập chạy thi nhé. Rồi, sau 2 giây đợi, đây là trọng tài nhé. Sau 2 giây thì trọng tài thì ông nói là bắt đầu. Bắt đầu nhé. Nhưng mà thôi, bắt đầu tôi để như này, bắt đầu cũng là 2 giây nữa nhé. Bắt đầu. Khi bắt đầu thì cho có một tiếng pop đi cho hay hay nhé. Đây, âm thanh là cái gì đây, âm thanh của thằng này là cái gì không hay lắm, tôi tìm một thanh khác nhé. Tôi tìm một tiếng pop cho đơn giản, pop nhé, pop đây. Rồi, cho trọng tài sẽ kêu một tiếng pop. Đây, pop.
Nhưng mà trước khi, khi bắt đầu pop thì trọng tài sẽ gửi một thông điệp bắt đầu. Trọng tài phát âm thanh này và gửi thông điệp đây. Trọng tài sẽ gửi thông điệp là bắt đầu, phát tín hiệu là phát tín hiệu là dùng từ là bắt đầu. Đấy, bắt đầu. Bắt đầu chạy. Thì tín hiệu này là nó sẽ gửi một cách tức thời luôn. Ta đưa vào giữa hai cái này nhé. Đấy. Vậy là phát âm thanh, gửi thông điệp bắt đầu và nó tiếp là bắt đầu chạy. Cái vấn đề chạy rất, rất nhanh nhưng chúng ta cảm giác là bắt đầu luôn. Khi bắt đầu chạy thì hàng này bắt đầu chạy nhé. Đó, thì đây là cái phần lập trình cho bắt đầu cho trọng tài. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho từng người một nhé. Cho An trước và cho Bình sau. Đây là An này nhé. An này nhé. Thì ban đầu như sau. Đây chúng ta làm như sau. An là số 1 nhé. Đầu tiên chúng ta cho đặt status của An là 0. Chúng ta chú ý nhé. Mỗi người là riêng biệt nhau nhé. 0 là tức là chưa là chưa chạy. Và đặt An cho đặt thông tin cái T của cái này là 0. Bắt đầu là 0 nhé. Rồi, sau đó là gì? Sau đó là chúng ta đặt cái V là cái vận tốc làm cái số ngẫu nhiên. Đây, ngẫu nhiên. Cho nó hai người khác nhau. Từ 1 cho đến 4 chẳng hạn. 4. Đấy. Thì cho nó ngẫu nhiên. Đây là cái tham số bắt đầu của cái bạn An nhé. Nhìn nhắc lại này. Cái status là cái trạng thái của các bạn đó, bằng 0 là chưa chạy, bằng 1 là bắt đầu chạy, bằng 2 là dừng lại. Bật 2 là đã đến nơi rồi thì dừng lại, được chưa? Rồi. Đây. V là T là cái thời gian chạy. Chúng ta sẽ tính sau nhé. V1 là cái vận tốc của người đó. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ mô tả nhé. Tương tự như vậy đối với bạn này, bạn Bình nhé, là mô tả lại này. Đây. Bạn Bình là status 2 bằng 0, bạn cùng tôi chú ý nhé, bằng 0 này. Tiếp theo là cái T2 là cái thời gian chạy của bạn Bình là bằng 0 này. Và tiếp theo là cái V2. Cái V2 là cái vận tốc của bạn Bình, tôi cho cũng là ngẫu nhiên. Đây, ngẫu nhiên từ 1 đến 4 nhé. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mô phỏng cái việc chạy. Khi mà nhận thông điệp là gì? Nhận thông điệp là bắt đầu. Khi mà trọng tài gửi thông điệp là bắt đầu thì hai người bắt đầu chạy sang về phía trước. Tôi mô tả cho An trước nhé, còn Bình thì làm sau. Đây Bình đây. Khi mà nhận thông điệp đây, khi mà nhận thông điệp sự kiện này, khi nhận thông điệp bắt đầu đó thì An bắt đầu chạy nhé. Thì tôi sẽ mô phỏng như sau này, mô phỏng làm hai chương trình. Chương trình 1 là cho An chạy liên tục phía trước. Chạy khi nào? Chạy cho đến khi mà status bằng, khi bắt đầu nhé, này An chạy phía trước, khi nào status bằng 3 bằng 2 này dừng lại. Mà trong trận đó chúng ta đo là thời gian. Vì tôi mô tả các bạn cái thời gian nhé, là như này nhé. Đây. Đây này, để các bạn đợi tôi một chút nhé. Thì làm thế nào để đo thời gian nhé. Đây. Bắt đầu này. Khi bắt đầu nhé thì tôi làm như sau. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta cho bạn này là status. Chúng ta cho status bằng 1 là bắt đầu chạy. Được chưa? Bắt đầu chạy. Và chạy liên tục cho đến khi mà status bằng 2 thì dừng. Được chưa? Thì khi nào bằng 2 thì tôi sẽ nói sau nhé. Đây. Chúng ta cho bạn này bắt đầu chạy liên tục này. Chúng ta sẽ mô tả cái việc chạy của bạn này như bạn An nhé. Này, như sau này. Chúng ta bạn chú ý nhé. Chúng ta vào điều khiển và sẽ lặp liên tục. Đây. Lặp liên tục. Đấy. Lặp lại liên tục cho đến khi gì? Cho đến khi status bằng 2 là dừng lại. Như bạn này sẽ chạy cho đến khi bằng nick thì dừng lại. Đây. Cho đến khi mà, đây, chúng ta chú ý. Cho đến khi mà status của bạn nhất này, status 1 này bằng 2 này dừng lại. Đó. Được chưa? Đấy. Liên tục như vậy. Cho đến khi bằng 2 thì không chạy nữa, thì chạy như sau này. Chúng ta cho bạn này là luôn chuyển về phía trước, chạy phía trước với vận tốc bằng V1, bằng V1. V1 chính là cái vận tốc của người đó mà, đây là V1 đấy nhá. Đấy, V1. Đây. Và cho người đó là chuyển động chân nhá. Đấy. Liên tục về phía trước nhé. Khi nào thì dừng? Khi mà tốc độ x lớn 1230 thì dừng lại. Đây chúng ta có một lệnh để kiểm tra ở đây. Đây, đây nha, chúng ta kiểm tra đây này. If
Đây nhé, ít nếu này. Nếu như mà cái tọa độ x gì của cái người đó đây, của bạn đó nhé. Khi mà cái tọa độ x gì đây, cái tọa độ x gì mà lớn hơn 2, 30 thì dừng lại. Đây, 20 đây, ập cạnh trái đấy. Đây, dừng lại. Dừng lại khi nào? Dừng lại tức gì? Dừng lại cho nó đặt status bằng 2. À, chúng ta đặt status bằng 2. Nếu tọa độ x gì lớn 20 thì đặt status 1 bằng 2 thì dừng lại. Đấy. Đây chính là cái mô tả đó. Đây là cái mô tả cái nó chạy này. Chúng ta chạy thử xem nhé. Chúng ta chạy thử thế ngay nhé. Đây này. Chạy thử này. Mà đi này. Đấy. Chạy thế không nào? Đấy. Đây dừng lại này. Đấy. Mà này cũng vậy nhé. Đấy. Đây vậy tôi vừa mô tả cho bạn An xong rồi. Bây giờ tôi mô tả tiếp theo nhé. Đây này. Thì đây là cái đoạn là mô tả thôi, nhưng mà chúng ta chưa tính thời gian. Bây giờ tôi sẽ phải tính thời gian cơ nhé. Như sau này, T1 là thời gian của bạn An thì là như sau. Lặp lại cái này luôn nhé. Chúng ta vào đây, chúng ta vào chọn là cũng như vậy. Chúng ta phải vào cái sự kiện này. Đây này. Đây là chúng ta làm ở đây này. Đây là cái đoạn chương trình để điều khiển bạn An chạy. Còn đây điều khiển đoạn chương trình mà điều khiển gì? Điều khiển cái thời gian. Chúng ta làm như sau nhé. Đây ta làm như sau. Chúng ta vào cái lệnh cũng như là lệnh như này, cách tính thời gian nhé, cũng là lặp cho đến khi này, lặp cho đến khi mà cái này bằng 2 thì dừng lại. Đấy, bằng 2 thì dừng lại thì làm như sau. Chúng ta chạy nhé, chúng ta cho nó như sau. Chúng ta sẽ cho cái lệnh là uây, ví dụ như là 0.01 đi. Tí tẹo chúng ta cho tăng luôn. Chúng ta sẽ chúng ta cho cái thời gian của nó là trên thay đổi cái T1 nhé, bài 1 đấy. Đấy. Thì chúng ta cho cái cho là 2, chúng ta cho cái T1 thì hiện ra trên màn hình đi. Đây, đây chính là của đây là của bạn A đây này. À, còn đây là của bạn Bình này. Bình ở dưới này nhé. Đó. Đây này. A này, Bình. Chạy thử nhé, bắt đầu tiên này. Đấy. Chạy thi nào. Đấy. Đầu một chạy nhé, An chạy này. Đấy. Đại khái một phỏng thôi mà. À, nhưng mà tới đây là An chạy là hết 113 giây. Đại khái như vậy nhé, thì không quan trọng lắm. Như vậy là khi tới đây rồi thì dừng lại rồi thì cái ông này biết được. À, như vậy là An là chạy bức tường này giây. Bây giờ tôi mô tả tiếp cho bạn Bình nhé. Đây. Đây là An rồi. Mình mô tả tương tự như vậy cho Bình nhé. Đây tôi làm sang Bình đây. Tôi có thể copy luôn sang cho hai bạn Bình cho dễ nhé. Đây tôi copy sang Bình. Chỉ khác bây giờ là chúng ta sẽ dùng chuyển sang là số 2 hết. Đây là Bình nhá. Đấy. Bình ở đây không phải là state 1 mà đây là status. Đây là Bình nhá, đây này. À, Bình là như sau này. Đây là layer ban đầu này. Được chưa? Đây đo thời gian này. Đây là bỏ cái này ra này. Đây là status 2 này. Đấy. Đợi ở đây sẽ là T2 này. Đấy. Nhé. Bên này này. Bên này sẽ là status 2 này. Đấy. Chỗ này là bỏ cái này ra. Và là status 2. Thấy không? Đây không phải là V1 mà đây là V2. Tôi kéo cái V2 này sang. Đấy. Ở chỗ này là status 2. Đấy. Hai bạn này lập trình như nhau mà. Khác là đối với bạn là bạn A thì sẽ là 1, status 1, V1 và T1, còn với Bình thì là T2. Đó. Chúng ta kiểm tra nhé, đây này. Bắt đầu này. Đấy, thế là An thì nhanh nhưng Bình thì chậm này. Đấy. Đấy, An lên trước nhé. An lên trước là mất 75 giây, còn Bình này chậm hơn này. Đấy, chậm hơn nhiều nhé. Đó. Đấy. Thấy không nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lập trình tiếp tục nhé. Để mà làm lại này. Đấy. Đấy. Thấy không nào? Kết thúc. Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp nhé. Như vậy khi đến nơi rồi thì chúng ta sẽ nói là bạn An thắng hay là bạn Bình thắng hay là hai bạn chạy bằng nhau. Thì làm thế nào nhỉ? Ông này sẽ phải nhìn vào cái status để mà chúng ta
để mà biết là khi nào chạy xong. Chạy xong khi gì, khi là cả Bình cả An đều chạy xong, khi mà cả status 1 và 2 đều bằng 2 cả. Đây thì làm như sau nhé, đây này. Đây nhá. Trọng tài sẽ là gửi tín hiệu là bắt đầu nhá, và sau đó trọng tài làm như sau. Trọng tài sẽ khi nhận được thông điệp là bắt đầu. Đó, trọng tài sẽ chờ cho đến khi mà dùng lệnh là chờ đây này, dùng cái lệnh là vào điều khiển và vào lệnh chờ, lệnh wait for đấy, lệnh này này. Đợi cho đến khi này. Đấy. Đợi cho đến khi mà cả status 1 và status 2 đều bằng 2 thì dừng lại, thì ông ta sẽ nói nhé. Đây, chờ cho đến khi mà đồng thời nhé. Đây là chờ cho đến khi mà đồng thời đây, và này, và nhé. Và status 1 bằng 2 và status 2 bằng 2. Đây, chờ nhé. Cho đến khi mà đồng thời người thứ nhất cũng chạy xong là status 1 bằng 2 và status 2 là bạn Bình cũng chạy xong là bằng 2. Đó. Như vậy là ông này sẽ chờ cho đến khi mà cả An chạy xong và Bình chạy xong. Đó, thì ông ta sẽ thông báo kết quả như sau. Đây. Có vậy có 3 trường hợp, 3 trường hợp nhá. Chúng ta dùng lại nếu thì này. Nếu đây. Nếu mà đây nhá, nếu mà V1 lớn hơn V2 thì sao? Đấy. Nếu mà V1 đây. Rồi, nếu mà V T1 chứ, nếu mà T1 lớn hơn T2, tức là bạn An chạy lâu hơn bạn Bình thì thông báo là bạn Bình thắng. Đây, thông báo nhá. Thông báo là bạn Bình đã thắng. Đây, thông báo này, bạn Bình đã thắng. Bạn Bình đã thắng nhá. Ngược lại. Đấy, ngược lại thì phải kiểm tra. Kiểm tra là nếu bằng nhau thì sao? Chúng ta phải thêm một cái if ở đây nữa nhá. Đây phải thêm hai cái if, lệnh if lồng vào nhau nữa đây. Đấy. Nhá. Nếu gì? Nếu mà đây, chúng ta nếu mà nhỏ hơn đây này, nhỏ hơn nhá, đây. Nếu mà T1 mà nhỏ hơn T2. Tôi lớn hơn T2 thì là Bình thắng, còn tôi nhỏ hơn T2 thì là An thắng. Chúng ta copy cái này xuống thôi. Copy xuống đây là bạn An đã thắng. An đã thắng. Còn ở đây này, ở đây là hai bạn bằng nhau thì tôi thông báo là hai bạn hòa nhau nhé. Các bạn chạy như nhau, chạy như bằng nhau. Đấy, bằng nhau. Nhanh bằng nhau. Đấy. Thế thôi. Để tôi thông báo cho thêm câu ra đây là 5 giây cho nó lâu lâu một tí nhé. 5 giây. 5 giây. Đấy. Đó, như vậy các bạn thấy chúng ta vừa mới đây tôi bây giờ tôi có thể ẩn này được, ẩn đi. Không cần nữa. Đấy. Như vậy tôi vừa hoàn thiện xong một cái chương trình là mô phỏng một cái cuộc chạy thi nhé. Lại từ đầu này. Chạy thi nhá. Đấy. Bắt đầu này. An ninh trước này thì dừng lại này. Bình chạy sau hơn, chậm hơn này. Nhưng mà ông này vẫn đợi cho Bình đến rồi ông ta mới thông báo nhá. Đấy, An đã thắng. Đây là một cái phần mềm đơn giản thôi nhưng mà nó rất hay là gì? Là nó vừa dùng biến mà là vừa dùng thông điệp để mô tả. Khi mà chúng ta mô tả cái bắt đầu chơi thì bắt buộc phải dùng thông điệp. Là cái ông này sẽ gửi thông điệp. Còn khi đích rồi thì không có thông điệp nữa mà chúng ta dùng biến để mô tả. Đấy. Bài này là bài thứ hai, bài này là đặt tên là bài chạy thi nhé. Chúng ta lưu lại cho máy tính của bạn. Bài hai, bài này là bài chạy thi. Chạy thi, đặt tên là một đi nhé. Bài này về nhà các bạn mở rộng ra như sau. Bài này có rất nhiều mở rộng nhé. Mở rộng thứ nhất là chúng ta cho phép là chạy, không phải chạy một lần mà chạy đi chạy lại. Coi như chạy hai vòng. Đó là cái cách thứ nhất là tổng quát một là cho phép là mở rộng hai lần, đúng không nào? Tức là một cho phép là chạy hai vòng. Còn mở rộng hai là cho phép chạy ba vòng. Khó hơn một chút nhé. Như bài này là tha hồ chúng ta là mở rộng cái bài này. Được chưa? Đấy. Đây là cái ví dụ đầu tiên cho chúng ta thấy là cái cách chúng ta mô tả dùng thông điệp để chúng ta điều khiển một chương trình tương đối là phức tạp, đúng không nào? Bài này tôi chỉ mô tả dạng đơn giản thôi, còn chúng ta có thể từ bài này chúng ta có thể mở rộng ra thành rất nhiều chương trình khác nhau.
mà rất nhiều các bạn đã từng làm cái phần mềm như này rồi, chúng ta có thể mô phỏng là thỏ chạy thi với rùa, là thi chạy thi hai, không phải chạy thi ba người, chạy thi ba người với nhau, và mô tả cả những thi nó khác hơn và đẹp hơn như ở đây. Đây tôi mô tả một cái sân khấu đơn giản thôi như thế này. Thực tế chúng ta có thể mô tả cái hình nó đẹp hơn, cái khung cảnh sân khấu chúng ta có thể vẽ thêm nhiều nét nữa làm cho nó sinh động hơn. Đấy, thì nhưng vẫn bản chất vẫn là thế này, bản chất vẫn làm cái chương trình mà tính phải tính thời gian được của những người chạy thi, mà bài này là bắt buộc phải dùng thông điệp, các bạn chú ý nhé. Đó. Đây là cái ứng dụng đầu tiên để mô tả cái liên quan đến thông điệp, rất là hay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang bài cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ mô tả một cái phần mềm khác nhé. Bất cứ một cái chương trình nào mà nó có nhiều cái đợi một chút, cái bài này là cái bài như vậy là khi mà xuất hiện cái chúng ta có thêm cái công cụ thông điệp ấy, thì lúc bây giờ chương trình chúng ta nó có thể mô tả với rất nhiều những cái tính năng đặc biệt và rất là hoàn chỉnh, và khi đó thì cái sơ đồ chạy chương trình chúng ta phải vẽ lại và cái kịch bản chúng ta phải viết lại. Thì bài này tôi viết lại như sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ lại cái sơ đồ của cái bài này. Khi mà có cái thêm khái niệm là thông điệp nữa, thì kia chúng ta sẽ phải vẽ lại, chúng ta phải thiết kế lại cái gọi là cái kịch bản chương trình, mô hình kịch bản nhé, cái mô hình kịch bản theo mô hình kịch bản chương trình theo cách mô tả mới. Được chưa? Thế thì như sau này, chúng ta nhớ lại là lần trước chúng ta cái mô hình cũ như là như này, ta nhớ lại là cái mô hình cũ ấy, thì chúng ta chỉ mô tả một cái bảng như thế này nhé, và đây là nhân vật. Và đây là các công việc nhé. Nhân vật A này, nhân vật B này, nhân vật C, đúng không nào? Mô tả nhân vật A là như thế nào, B là như thế nào, C là như thế nào, chúng ta mô tả. Đây là cách mô tả cũ nhé. Được chưa? Cách mô tả mới hơn là như thế này. Là chúng ta mô tả thông qua các cái cách mô tả mới hơn, là chúng ta sẽ mô tả thông qua các cái sự kiện như là nháy chuột, như là bấm nút space, hay là các cái biến nhớ, thì chúng ta làm như này, chúng ta mô tả như này. Đây là các cái sự kiện, đây là nhân vật nhé, nhân vật khác nhau đấy. Ví dụ như là bấm nút, bấm lá cờ, bấm lá cờ thì như thế nào, bấm lá cờ nhé, bấm lá cờ thì như thế nào. Nhân vật A, nhân vật B, nhân vật C, chúng ta mô tả bấm lá cờ thì A làm gì, B làm gì, C làm gì, đúng không nào? Hay là bấm nút space, thì làm cái gì, thì chúng ta mô tả như thế này. Đấy, bấm nút space nhé. Hay là cái trạng thái, một cái biến nhớ nào đó nhé. Đấy. Biến nhớ nó bằng 1 thì là làm cái gì, biến nhớ nó bằng 2 thì làm cái gì. Đấy, chúng ta có thể mô tả như này. Đấy. Được chưa? Đấy, thì đó là cái mô hình mới hơn, nhưng mà mô hình mới nhất là như thế này, mô hình mới nhất nhé. Là chúng ta phải bổ sung thêm vào cái bảng vừa rồi cái sự kiện nữa, các cái thông điệp nữa. Đây nhé. Chúng ta có thể chia làm hai nhóm đi. Chia làm hai nhóm nhé. Đây.
đây là các sự kiện bình thường, các cái sự kiện bình thường. Tại như là bấm bấm vào lá cờ thì làm gì? Đấy, mô tả nhé. Bấm space làm cái gì? Bấm phím space thì làm cái gì? Đấy. Rồi là biến nhớ. Biến nhớ này có ý nghĩa gì? Biến nhớ này bằng 1 thì làm gì? Bằng 2 thì làm gì? Đấy, ghi vào đây nhé. Đấy. Mô tả kịch bản. Còn đây là các cái thông điệp. Nhé. Thông điệp 1 thì làm gì? Làm gì? Thông điệp 2 thì làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Thông điệp 3. Thông điệp 3 thì làm gì? Làm gì? Làm gì? Ở trên đây mới là kịch bản mà là mô tả kịch bản chung của toàn bộ chương trình. Thì mỗi một cái chương trình mà các phức tạp một chút, các bạn phải mô tả trước cái bảng này nó là cũng là kịch bản đấy của chương trình, để chúng ta nhìn rõ. À, như vậy mà khi mà người dùng bấm space làm cái gì, khi mà thông trận thông điệp này làm cái gì, từng nhân vật một chúng ta phải mô tả tỉ mỉ như thế. Ngoài ra có một cái khác dễ hơn một chút là mô tả thông qua gọi là cái sơ đồ hoạt động, cái này rất quan trọng nhé. Cái sơ đồ hoạt động, sơ đồ hoạt động là một cái dạng mà tôi hay trong các sách của tôi viết, các bạn có thể xem ấy, nó là một cái dạng mà mô tả một cái kịch bản ở dạng đơn giản hơn, dạng là sơ đồ mô tả kịch bản dưới cái dạng một cái sơ đồ ngắn, dạng một cái sơ đồ đơn giản, một cái sơ đồ. Trong sơ đồ này bắt buộc phải có cái thông tin liên quan đến thông điệp. Tôi lấy ví dụ cho các bạn xem nhé. Ví dụ nhé, đây này, tôi lấy ví dụ của bài vừa rồi nhé, cái ví dụ cái chương trình chạy thi nhé, ví dụ là cái chương trình chạy thi mà chúng ta vừa làm nhé, chương trình chạy thi đây, chạy thi nhé, đó, thì như sau này, đây, thì ở đây chính là nhân vật là trọng tài, đây là trọng tài nhé, trọng tài, đây là nhân vật, đây là An, đây là An này. Đây là An nhé. An. Đây là Bình này. Bình này. Đấy. Để thôi nhỉ. Thì trọng tài khi bắt đầu vậy, khi mà bắt đầu chương trình nhé. Khi bắt đầu này, khi bắt đầu chương trình này, khi bắt đầu nhé. Thì trọng tài là gửi thông điệp. Gửi thông điệp là bắt đầu. Đây. Thông điệp là bắt đầu, chúng ta ghi cái bắt đầu như đây nhé. Thông thường thì tôi đã đóng khung cái bắt đầu. Thì bắt đầu này tôi sẽ gửi cho An. Đấy, gửi cho An và gửi đến cho Bình. Đấy, nhé. Khi nhận thông điệp này thì An làm gì? An sẽ làm như sau. An sẽ đặt, sẽ bắt đầu chạy. Bắt đầu chạy nha. An sẽ bắt đầu chạy và sẽ tính thời gian. Tính thời gian là T1 và dừng khi chạy tới đích nhé, chạy tới đích. Đặt status 1:2. Tự như vậy đối với Bình. Bình nhận khuyên bắt đầu thì Bình bắt đầu chạy. Bình là bắt đầu chạy. Bắt đầu chạy nhé. Và tính cái thời gian là T2. Đấy. Và dừng chạy khi status 2:2. Đấy. Được chưa? Và trọng tài ở đây, trọng tài sẽ như sau, trọng tài sẽ chờ cho đến khi mà status 1:2 và status 2:2. Khi đó trọng tài sẽ thông báo kết quả. Thế đây là một cái sơ đồ nó đơn giản thôi. Nó không phức tạp như là bài khác, mà cũng làm một sơ đồ cho thấy là chúng ta nhìn vào sơ đồ này chúng ta biết cách làm. Biết cách là cần phải như vậy.
và biết rõ ràng cái quan hệ giữa trọng tài và An Bình ra làm sao. Như vậy là An và Bình sẽ liên hệ trọng tài thông qua cái thông điệp là bắt đầu. Còn ngược lại là trọng tài sẽ nhận được thông tin giữa An Bình thông qua cái biến nhớ status 1 và status 2. Rất là hay. Đây là một cái bài, một ví dụ và đơn giản thôi nhưng rất hay, là nó minh họa cho câu chuyện quan hệ giữa các nhân vật, vừa bằng thông điệp lại vừa bằng biến. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đây là một cái bài rất đơn giản thôi nhưng mà nó cũng... Mà cô hiểu nhỉ? Nhưng mà đây là một cái chương trình rất là đơn giản nhưng rất là hay nhỉ. Được rồi. Thì cái này nó gọi là sơ đồ hoạt động của chương trình nhé. Cái này nó gọi chung cái từ là sơ đồ hoạt động của chương trình. Thì với tất cả các chương trình mà nó tương đối khó mà tương đối phức tạp thì chúng ta bắt buộc phải vẽ cái sơ đồ hoạt động này. Nếu các bạn mà không vẽ ra thì các bạn rất là khó nhìn và rất là khó kiểm soát được toàn bộ chương trình. Thì bạn nào mà vẽ được chính xác, vẽ được và chúng ta mường tượng được trước chương trình ý, thì chúng ta lập trình dễ hơn nhiều, mà sau này chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát, dễ dàng mà tìm kiếm lỗi, dễ dàng mà sửa lỗi. Chứ nếu các bạn mà không vẽ được sơ đồ chương trình, những hoạt động chương trình ý, sau này chúng ta rất là khó tìm lỗi mà rất là khó sửa lỗi. Tôi thấy rất nhiều bạn lập trình, tôi biết, tôi từng xem rồi đấy, rất nhiều bạn lập trình trông rất là phức tạp, nhìn vào chương trình thì không hiểu cái gì cả, và các bạn dùng loạn cả lên, rất nhiều biến nhớ, rất nhiều thông điệp loạn hết cả lên mà nhìn không rõ, nhìn từ ngoài vào là không hiểu cái gì cả. Sau này rất là khó hiểu, rất là khó. Đây là một cái chú ý là chúng ta sẽ bắt buộc phải vẽ ra cái sơ đồ hoạt động này, để nếu sau này chúng ta sẽ dễ dàng điều chỉnh, dễ dàng chỉnh sửa chương trình hơn. Đó, các bạn chú ý nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả một cái phần mềm chương trình thứ hai, cũng đơn giản thôi nhưng mà chúng ta chú ý nhé, cũng rất là hay, là như này. Bây giờ chúng ta làm như sau. Cái bài thứ hai này là tôi sẽ muốn biến cái chương trình chúng ta thành một bảng vẽ. Đó, được chưa? Làm thế nào? Thì có cái bút này, có cái màu sắc này, chúng ta có thể là dùng màu sắc để chúng ta vẽ hình trên màn hình đấy. Chúng ta có thể dùng lệnh xóa vân vân đấy, đó là tất cả những cái chúng ta có thể làm được nhé. Đây, làm như sau. Thì bài này có khá nhiều cái ý hay. Được. Đầu tiên chúng ta sẽ chính chúng ta sẽ là hình cái bút, và chúng ta sẽ hình cái bút nó là chữ P thì phải, đúng không? Pencil, đúng rồi. Tìm cái chữ P nào. Chữ P đâu? RP nữa đây. Pencil nhé. Và chúng ta dùng bút, chúng ta sẽ dùng để vẽ nhé. Thì ban đầu tiên thì tôi tạm thời tôi để cho nó nhỏ lên một chút nhé. Đây. Tôi để cho nó mà bé đi một tí này. Để cho nó kích thước của nó là 50% thôi nhé. 50%. Được chưa? Rồi thì bây giờ làm như sau, là tôi muốn có một cái bảng màu ở đây này. Ở đây tôi vẽ một cái hình màu ở đây nhá. Ở đây tôi tạm thời để vài màu thôi, nhưng các bạn có thể tổng quát ra, các bạn có thể vẽ nhiều màu hơn nữa nhé. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái bảng màu ở đây nhá. Tôi sẽ tạo nhân vật đây. Tôi sẽ vẽ cái nhân vật của chúng ta nhé, nhỏ nhỏ thôi. Đây, tôi dùng hình này, tôi vẽ đây, dùng hình này này nhá. Tôi vẽ này mà tôi đầu tiên tôi dùng màu đỏ trước nhé, màu đỏ này. Đấy. Viền tôi để nó là không màu. Đấy. Hồi tôi dùng chuyển biến mép nữa, chuyển sang biến mép đi nhé. Và tôi vẽ một cái hình nhỏ như này.
hình vuông nhé, bấm phím shift hình vuông đó. Bây giờ kiểm tra xem nó đúng nằm ở trong ấy, đúng nằm ở trong ôi. Tôi phải xóa đi nhé, cái gì không đúng đâu, cái này là xóa đi nhé. Đây, tôi chuyển sang vector này để kiểm tra nhé. Đây, các bạn đưa vào đúng tâm này. Đấy, được chưa? Bây giờ hình ảnh tôi để ở đây này, đây là một màu nhé. Rồi màu thứ hai tôi việc copy thôi, copy cái này sang hình thứ hai này, tôi copy nhé, nhân bản sang này. Hình thứ hai này, hình thứ hai tôi dùng một khoác nữa, tôi dùng cái màu xanh đi, xanh lá cây đi nhé. Đó, và tôi tô màu, chúng ta để tô màu này, tô này. À, tôi chuyển sang bitmap với tô được. Đây, đấy, đây là cái xanh nhé, xanh tôi để ở đây nhé, đây cái xanh này. Đấy, tôi làm vài màu xong các bạn làm, chúng ta có thể mở rộng ra làm tiếp tục nhé. Đây là cái xanh này. Cái thứ hai, cái thứ ba là tôi để màu vàng này. Đấy, cái này để màu vàng nhé, chọn màu vàng này. Đấy, màu vàng được chưa, để màu vàng này. Đấy, ba cái thôi nhé, ba cái, tập hợp ba cái nhé. Được rồi nha. Nhưng mà cái này là tôi để là tên đỏ này, làm cái bảng màu. Cái này là màu xanh, xanh lá cây nhá, hay là xanh lá cây. Lá cây. Còn cái này là màu vàng. Làm thêm màu nữa cho thành màu, tôi muốn màu xanh xanh trời chứ đẹp hơn nhé. Cái cuối cùng này, cái cùng là màu xanh thẫm trời đấy. Đây cùng là như thế này, tôi chọn cái màu này này. Đấy, màu này đẹp nhé. Đấy, như vậy là có 4 màu tôi để ở đây hết nhé. Được chưa? Đấy. Và tôi sẽ mô phỏng khi tôi di chuyển chuột thì con này nó sẽ di chuyển theo và nó sẽ vẽ. Chứ gì đâu tôi sẽ vẽ tới đó. Đấy, thì tôi mô tả cái đó nhé. Các bạn chú ý nhé. Thì mặc định của nó là tôi đặt mệnh nó sẽ làm khi bắt đầu vào chơi thì đặt tên là màu này, còn tôi sẽ có thể thay đổi cái màu trong quá trình tôi làm, được chưa? Đó nhé. Được rồi, thì bây giờ làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ bài này nhé, tôi sẽ đưa thêm vào đây cái công cụ pen để chúng ta sẽ vẽ nhé. Đây pen đây này nhé. Thì pen đây thì ban đầu tôi đặt cho nó mặc định nhé, đặt mặc định này. Đây là màu đúng không nào? Ban đầu là đặt là nhấc bút này, không quen dùng cái này. Cái màu này đặt mặc định của nó là màu này. Là màu đỏ nhé. Đấy, đặt màu đỏ này. Nhấc bút này và đặt kích thước bút vẽ mặc định là bằng 1, được chưa? Đấy, đó là bút nhé. Rồi thế bây giờ tôi làm như sau để cho tôi sẽ các bạn chú ý cùng mô tả nhé. Một khi tôi di chuyển con chuột thì cái đèn nó dính vào đầu con chuột đấy, và khi tôi nhấn chuột thì nó mới vẽ, con thả chuột ra nó không vẽ. Thì tôi sẽ mô phỏng hai cái. Thứ nhất là tôi muốn là khi tôi di chuyển con chuột này thì con này cái bút này luôn dính vào đầu con chuột thì làm như nào, làm như sau đây. Khi làm như sau, tôi chỉ việc chụp lại trước đây, đưa cái lệnh là gì, là điều là lặp liên tục, và con này này tôi luôn dính vào đầu con nhỏ chuột. Dùng lệnh sau đây, dùng lệnh là đi tới con nhỏ chuột đó, thì cái bút này này luôn dính với cái này. Chạy thử nhé, các bạn thấy như này đấy, nó dính chưa? Nhưng mà về nó không ở đấy, chúng ta phải đổi tâm lại sang cái đầu của bút nhá. Để chúng ta vào bút, chúng ta vào đây và chúng ta sẽ chuyển tâm. Đây, chúng ta làm như sau này, chúng ta bấm vào đây này và các bạn di chuyển cái này về đầu đây. Đấy, chúng ta chuyển về đây. Được chưa? Đấy, thấy không nào? Đấy. Thấy di chuyển chưa? Đúng chưa? Đúng rồi nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục làm chuyển tiếp này.
Chứ là khi chúng ta nháy chuột mà nháy mà dê chuột thì chúng ta sẽ là vẽ là hạ bút, còn bình thường chúng ta sẽ nhấc bút, được chưa? Làm thế nào? Giản lắm, làm như sau đây. Chúng ta vào cái lệnh này mà chúng ta sẽ đưa vào một cái vòng lặp vô hạn, cái này là vòng lặp vô hạn, và sau chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Kiểm tra nếu đây, nếu mà di chuột khi nháy chuột đây, chúng ta vào cảm biến nhé. Khi mà đây này, khi mà đây này, khi mà chuột được nhấn đó, chúng ta nháy chuột, khi ta nháy chuột dê chuột thì chúng ta sẽ hạ bút, không chúng ta sẽ nâng bút lên. Đây, khi mà đây, khi mà nháy chuột nhé, khi chuột được nhấn này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đặt bút, để dùng từ đặt bút rồi hay là hạ bút nhé. Còn nếu không nhấn chuột thì chúng ta nhấc bút đó. Thì đây là cái lệnh giúp chúng ta là dùng cái dê chuột trên màn hình mà chúng ta vẽ, dê tới đâu là vẽ tới đó. Các bạn thử đây, chúng ta xem nhé. Này, bấm giữ chuột này đấy, con to mới nó mới ra cơ đây nhé. Đấy, thấy không nào? Đấy, bấm mà dê chuột đấy. Đấy, được chưa? Nhé, rồi chúng ta sẽ xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tục như sau này. Như vậy là hơi xong rồi đấy, bây giờ tôi làm tục nhá. Như sau này, tôi muốn là khi chúng ta bấm chuột vào cái nút đỏ thì nó đổi màu đỏ, bấm vào nút xanh thì nó đổi màu xanh, bấm nút vàng đổi màu vàng, bấm nút cái này thì đổi màu thì đổi màu xanh dạ thẫm, có làm được không? Hoàn toàn làm được nhé. Nhìn sau này chúng ta các bạn chú ý nhé. Ở đây chúng ta phải dùng thông điệp đấy. Khi chúng ta nháy chuột lên nút đỏ, được vào đây nhé, vào đây này đó. Khi chúng ta dùng cái lệnh là khi mà chúng ta nháy chuột lên nhân vật này, khi bấm vào nhân vật này, thấy không nào? Đó, thì chúng ta gửi thông điệp cho cái bút để chúng ta chuyển sang màu đỏ. Đây, chúng ta sẽ gửi một thông điệp, mà thông điệp đó sẽ được gửi tức thời luôn. Chúng ta sẽ gửi một cái thông điệp, một cái tin phát là màu đỏ. Đây nhé, là màu đỏ. Màu đỏ. Đấy, được chưa? Màu đỏ. Thì cái con nhân vật này sẽ gửi thông điệp cho cái bút nhé. Và bút này, bút đây. Bút này khi nhận thông điệp màu đỏ thì sẽ chuyển sang màu đỏ. Thì khi đó cái bút sẽ dùng này vào đây, chúng ta sẽ đặt bút đổi thành màu đỏ. Bấm vào đây nhé, chọn màu đỏ này, bấm vào đây, chọn màu đỏ. Đấy, thấy không nào? Đó. Bây giờ chúng ta làm tiếp tục nhé. Vào nút xanh này, ở đây nhé, nút xanh này, khi mà nháy chuột vào nút xanh thì chúng ta gửi thông điệp là màu xanh lá cây nhé. Bấm vào đây, thông báo là xanh lá cây. Đây, dùng thông điệp làm được nhé, màu xanh. Màu xanh lá cây. Đấy. Sao này? Gửi thông điệp là màu xanh lá cây. Đấy, thấy không nào? Nhé. Và vào đây là khi mà người dùng mà nhận được thông điệp là màu xanh lá cây. Đấy. Thì bấm vào đây chọn màu xanh. Đây này. Đó, chính xác chưa? Đấy. Tương tự như vậy, lúc này nhé, đây là màu vàng nhé, đây màu vàng. Khi mà bấm vào nút này, khi bấm nút này thì chúng ta gửi thông điệp là phát tin là màu vàng. Màu vàng nhé, màu vàng. Đấy, màu vàng nhé. Và bấm vào đây. Khi mà nhận thông điệp là màu vàng. Nhận thông điệp là màu vàng nhé, màu vàng. Thì làm sao? Thì chúng ta sẽ chọn màu vàng, bấm vào đây. Và chọn màu vàng, màu này này. Đấy, chính xác nhé. Mình tiếp theo là cái cuối cùng này nhé. Đây, chỗ này nhé. Khi bấm vào đây này, khi bấm vào đây này thì chúng ta gửi thông điệp là màu xanh trời. Thông báo mới nhé. Màu xanh trời. Đấy. Và chúng ta vào đây. Cũng như vậy, chúng ta copy cái này sang cho dễ. Đấy. Như vậy là gửi bút thông điệp liền nhé. Khi mà màu xanh trời này, đó, thì bấm vào đây và chọn màu. Đấy. Được chưa? Mà bây giờ chúng ta có thể thấy là cái này nó hoàn toàn nó chạy đúng như là muốn đây nhé. Đây. Bấm vào đây nhé. Đây này. Màu đỏ nhé. Bấm vào đây này. Màu xanh này. Đấy.
À, nó sao không xanh được, vì sao? Vì tôi sẽ mô tả ra màu vàng, nó không lên được về vàng. Vì sao như vậy? Bởi vì hiện nay là cái bút điện nó đang nằm ở phía trên cái hình này. Khi chúng ta bấm vào thì nó không thì nó bấm cái bút chứ không bấm vào cái nút này. Mà muốn để cho nó lại được, chúng ta phải đưa cái này lên trên nhé. Đưa cái mặt này lên lên trên cái bút này. Làm như sau này, chúng ta nhớ lại như đây. Chúng ta vào đây và chúng ta trong nó có cái lệnh ở đây này, nó có cái lệnh này nhé, chúng ta chú ý có lệnh này này. Trong cái này nó có một cái lệnh là chuyển lên lớp trên này. Trong chỗ hiển thị này nó có một cái lệnh tắt 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 nhé. Nó có một cái lệnh là đâu rồi? Đi tới lớp phía trên, đấy, trên cùng. Đây lệnh này này. Vì các cái nhân vật nó sẽ chồng với nhau mà. Thì cái nào trở trên cùng thì cái lệnh này để trên cùng, chúng ta làm như sau, chúng ta có lệnh này, chúng ta đưa vào đây. Vào đây. Lúc này chúng ta để hết lên nút lên trên cùng lên hết nhá. Này, chúng ta để nút đỏ, chúng ta copy sang đi tới lớp trên cùng nhá. Thì cái nút này nó sẽ nằm nằm ở trên cái bút đấy, nằm ở trên cái bút đây này. Cái này bút này bút nằm nằm ở trên nhé. Đó. Vì chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm vào đây nhé, chúng ta thử này. Đấy, nó sẽ xuống dưới này. À, đây này. Đấy, nó ở trên như này nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Bây giờ copy cái này sang nút xanh này. Ui giời. Tôi có vấn đề quá nhé. Nút xanh. Nút xanh chưa được, tôi làm bằng tay như vậy. Thì bấm vào đây nhé. Chọn cái lệnh là chuyển lên lớp trên cùng, đâu rồi? Hiển thị này. Đâu rồi? Chuyển lên lớp trên cùng. Có như đây này. Đây nhé. Đấy. Tương tự như vậy với cái nút vàng cũng như vậy. Khi bắt đầu này. Dùng cái lệnh này để chuyển lên lớp trên cùng đi. Đâu rồi? Hiển thị đây nhé. Đâu nhỉ? Đây. Đi đến lớp phía trên cùng nhé. Và nút này nữa. Sang hiển thị. Đây. Tất cả là trên cùng hết rồi nhé. Đây này, trên cùng này, trên cùng này, trên cùng và trên cùng nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta yên tâm rồi. Giờ chạy thử xem thế ngay này. Bắt đầu này. Đây nhé. Đấy. Bấm nút xanh này. Xanh này, đấy. Bấm nút vàng này. Nút vàng nó ở phía trên của cái bút này, bấm nút xanh này, đấy. Được chưa? Thế như vậy chúng ta hình thành ra một cái phần mềm, mà đây là cái bàn này, là cái chỗ bàn này, là cái bàn chúng ta vẽ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm hai chức năng nữa. Một chức năng là xóa. Xóa. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm và tạo thêm một cái nút là cái tẩy. Đây, chúng ta dùng cái tẩy. Có tẩy không nhỉ? Không không có tẩy à? Không có tẩy. Chán nhỉ, chúng ta phải vẽ vậy nhá. Chúng ta vẽ cái tẩy nhá, dùng này là tẩy được này. Hoặc các bạn lên mạng các bạn tìm cho tôi một hình hình có tẩy nhá. Thôi được, tôi cứ tạm thời tôi vẽ tạm thời đấy nhá. Bên không có hình cái tẩy. Kiểm tra xem có không nhé. Cái phần mềm này nó bị kém cái hình quá, không 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 có nhiều hình để chúng ta tưởng tượng ra. À, ít ít hình quá, rất là tiếc là không có hình cái tẩy. Cái này cái gì đấy, không phải, đây không phải cái tẩy. Cái này không phải. Cái này có phải cái tẩy không? Phải cái tẩy nữa. Nào, kiểm tra không có cái tẩy nào không? Không có luôn. Thôi tôi tạm thời vẽ một hình những cái hình nhé. Tôi tạm thời vẽ một hình mới cho ta xem nhé. Để rồi. Bây giờ tôi sẽ tạm thời vẽ một cái hình là đóng vào cái tẩy ở chỗ này nhé, cái tẩy ở đây nhé. Đây,
Bây giờ tôi sẽ đây, tôi sẽ vẽ một cái hình. Vẽ một cái hình tròn trắng. Hình tròn nhé. À, không tô màu. À, hình tròn. Hình tròn không tô màu. Nhưng mà viền thì là viền viền đen nhé. Đấy, viền đen. Đấy. Tôi vẽ một cái hình như này này. Đấy. Được chưa? Đấy, bây giờ tôi cho nó vào tâm này. Đấy. Hình này nó sẽ đóng vai trò là cái tẩy. Khi bấm đây là cái tẩy nhá. Đó. Đó. Thì làm như sau này. Đây. Cái này là cái tẩy nhá. Là cái tẩy này. Rất đơn giản thôi. À, chúng cho nó này. Đấy. Khi mà tôi nháy nút lên cái tẩy đó nhá, đây này, khi mà sự kiện đây này, khi mà bấm lên cái nút này thì tôi xóa thôi, dùng lệnh này tôi xóa vào hình, dùng cái lệnh là và cái bút dùng cái lệnh là xóa tất cả. Đấy. Cái đèn đóng bắt đóng cho là cái tẩy này, tôi vẽ nhé, bắt đầu này, vẽ nhé, xong bấm đây là tẩy này. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm nốt cái việc cuối cùng nữa để thành hay một cái chương trình hoàn chỉnh, là tôi sẽ tạo ra được cái chức năng để có thể là gì, để có thể là thay đổi được cái kích thước của cái bút đến là một nhé, nhưng mà tôi muốn thay đổi được. Làm như sau, rất đơn giản, vì tôi tạo thêm một cái biến nhớ cái biến đây tạo thêm cái biến đặt tên là chiều rộng của cái bút nhá. Đây, biến đây, đặt tên là width nhá. Đấy, là cái chiều rộng của cái bút. Và tôi sẽ cho nó như sau. Tôi cho nó xuống đây. Xuống đây nhé. À, xuống đây và tôi cho nó dạng là thanh trượt. Đấy, thanh trượt điều khiển nhé. Đấy. Và tôi đặt cho nó thay đổi cái phạm vi thanh trượt. Giá trị nhỏ nhất của nó là đặt là 1 nhé. Và maximum cho nó đặt là 20. Giá trị 20 là quá nhiều rồi. Đấy. Và tôi sẽ điều khiển sao cho là gì, sao cho là tôi có được điều khiển cái này này, là cái bút nó luôn luôn là nó có cái chiều rộng bằng cái này, độ dày của bút là như này. Thì làm như sau nhé, đây rất đơn giản, tôi vào đây và dùng lộ trình ở ngay đây thôi nhé. Đây này, đặt như sau này, đây rất đơn giản, tôi đặt cái này nhé. Đây tôi vào cái lệnh này. Đấy, và tôi đặt cho nó cái vào cái sự kiện là vào cái lệnh là liên tục và luôn luôn đặt đây này, bút vẽ và luôn đặt gì, tôi luôn đặt là đặt kích thước bút vẽ bằng cái gì, bằng cái độ dài, bằng cái độ lớn của cái biến này. Tôi vào đây và tôi đặt là cái biến width đây. Đấy. Được chưa? Đây này, bây giờ tôi thế này nhé, bây giờ tôi đây này, mọi người xem nhé, rất là hay, nhưng bây giờ tôi cho mở rộng ra này. Đấy. Đấy. À, không được. Đặt lại nhé. Đây này. Đấy, thấy không nào, cho nó nhỏ lại nhé này. Đấy. Nhỏ lại này, xanh này. Đấy, được chưa? Nhưng bây giờ chúng ta đã hoàn thành một cái chương trình hoàn chỉnh rồi đấy. Xóa nhé, vẽ lại này. Chúng ta có thể vẽ được nhiều hình khác nhau. Đây là màu vàng này. Ôi, nó vẫn không. Bây giờ tôi làm cho hay nữa nhé. Tôi làm cho hay nữa là tôi muốn là ở đây con trỏ luôn 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 là dính vào cái đầu bút nhé. Khi tôi muốn xuống đây này, nó sẽ rời ra. Làm thế nào? Đấy, hoàn toàn làm được nhé. Xuống đây là sẽ rời ra này. Bây giờ làm như sau này. Bây giờ tôi kiểm tra chỗ này, vị trí này là như nào nhé. Bạn chú ý xem này. Thể sẵn xuống đây nhé, đây. Đấy.
ở vị trí này, vị trí này là gì? Vị trí này là y bằng âm 150 đấy, âm 150. Như vậy là cái y khi rút xuống này tôi sẽ cho nó rời ra khỏi cái bút. Thì làm như nào? Đây, chúng ta làm ở đây nhé. Đây cạnh này, tôi sẽ sửa lại đây một chút nhá, sửa lại này, đây sửa này lại này nhé. Khi con giỏ chuột mà nó mà đây chúng ta dùng cái này rất là hay nhé. Không phải lúc nào cái bút cũng dính với con giỏ chuột, chỉ khi mà vị trí con giỏ chuột lớn hơn âm 150 thì nó mới dính thôi, không nó rời ra. Chúng ta làm như sau nhé, đây này, chúng ta làm như sau, rất đơn giản như sau. Chúng ta trông lại như này, một lệnh là if, đây if nhé, if mà nếu như sau, đây if mà nếu, đây nếu nhé, nếu mà tọa độ x gì, tọa độ y của con chuột, chúng ta vào cảm biến và chọn cái lệnh là đây, chọn cái lệnh là gì, chọn cái đây tọa độ y của con giỏ chuột, thấy không nào, đây nhá. Nếu tọa độ y của giỏ chuột mà lớn hơn trừ 150 là chỗ là vị trí này này, đấy là trừ 150 đấy, thì chúng ta mới cho nó đi tới con giỏ chuột, còn không chúng ta rời ra đấy, chúng ta đưa này vào đây nhá, chúng ta đưa này vào đây đấy. Thì bây giờ là rất là hay rồi. Bây giờ là gì, là chỉ khi mà con chuột ở phía trên này thì nó mới dính vào cái bút, còn khi chuột đứng dưới này nó còn không dính nữa. Chúng ta kiểm tra đúng không nhá. Đây này. Bắt đầu này. Vẽ này, vẽ nhá. Xuống dưới này nó không còn nữa này. Ờ vẫn đây này. Đây là không còn đấy nhá. Đấy. Trên này thôi. Thế này là hết rồi. Đấy. Ta thay đổi bút này. Đấy. một năm mươi là ở đâu nhỉ, âm 150, mình kiểm tra một chút nhé, âm 149, âm 150, đây là âm 130 cơ, tôi sửa lại một chút nhé, ở chỗ này là âm 130 cơ, âm 130 mới đúng. Rồi bây giờ xong rồi đấy, mình làm thêm một chút nữa nhé. Khi bắt đầu chương trình tôi muốn cho nó xóa đi này, tôi vào cái lệnh này tôi muốn nó xóa tất cả, khi bắt đầu chương trình tôi xóa đi. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta xong rồi đấy, một cái chương trình hoàn chỉnh nhé, bắt đầu này, xóa này, bắt đầu vẽ này. Đấy, vẽ nhé, chúng ta có thể tăng cái này lên đấy, thoải mái không, chuyển sang màu xanh này. Đấy, vô tư chưa nhé, bây giờ chúng ta có thể vẽ này, vẽ một cái bông hoa như thế này. Đấy, chúng ta, đây là tùy các bạn có thể vẽ được thì chúng ta vẽ nhé. Đây. Đấy. Được chưa? Như vậy là bây giờ chúng ta có thể hoàn thiện cái chương trình như vậy. Để chức năng tải. Đấy. Thấy con nào? Vẽ vô tư nhé. Thì đây là cái chương trình là cái gọi là thiết kế chương trình phần mềm bảng màu nhé. Tôi ghi lại với một cái bài này là bảng màu. Bằng màu vẽ một chương trình rất là hay, như là một cái phần mềm hoàn chỉnh, mặc dù rất đơn giản, là có thể chỉ có vài ba cái nhân vật thôi, và giữa chúng chỉ có một vài thông điệp thôi, làm chúng ta có thể tạo ra cái gì như vậy, được chưa? À, được rồi, chúng ta nghỉ ở đây nhá. Em chào thầy. Chào các bạn. Chào thầy.